trong văn hóa tâm linh của người đông nam á chúng ta có một con ác quỷ rất đáng sợ tên gọi là ma lai hình dáng của nó chỉ có phần đầu bay lơ lửng cùng với khúc ruột của mình nhưng lại rất quyền năng không có cả tay lẫn chân vậy thì thực thể này lấy sức mạnh từ đâu mời các bạn cùng theo chân đôi vợ chồng bemo và sriatun thì sẽ rõ cả hai người đều là giáo viên và được cấp trên phân công đến ngôi trường ở muratapa để dạy học đó là một nơi rất xa xôi và hẻo lánh đến cả điện cũng chưa có thế nhưng do bemo đang thiếu nợ nhà nước một khoản tiền vay khá lớn nên anh đành phải chấp nhận công việc này đưa rước hai vợ chồng anh đi công tác là tài xế Jonay và người dẫn đường Tano. Trên đường đi tài xế Jonay mới tám chuyện cho đỡ buồn. Anh nói rằng vài năm trước có một trận lũ lụt càn quét qua ngôi làng Muratapa và cướp đi nhiều sinh mạng. Không ngờ sau thảm họa đó mà trường học vẫn còn hoạt động. Khi chiếc xe băng qua một khu rừng thì bỗng nhiên Sriatun nhìn thấy có thứ gì đó bay lướt qua, chắc là đi đường mệt mỏi nên sinh ra ảo giác ấy mà. Cô vừa định thần lại thì thứ đó áp sát vào cửa kính rồi vụt bay mất tiêu. Cô giáo hốt hoảng giáo giác nhìn xung quanh. Quá kinh hãi Sriatun liền báo động cho mọi người rằng có một cái đầu đang bay ở bên ngoài, thế nhưng chẳng ai nhìn thấy gì cả. Chuyện này thật kỳ lạ, một lát sau cô giáo lên cơn buồn nôn nên chiếc xe phải dừng lại tại một nơi vắng vẽ. Đột nhiên trong bụi rậm có gì đó động đậy. Cả bốn người bèn chăm chú tò mò hướng mắt tới quan sát thì bất ngờ cái quan tài chui ra, ôi thần linh ơi chạy mau, tán thì đấy. Cái quan tài tiếp tục trường đến gần chiếc xe, lúc căng thẳng mà anh tài xế lại đề máy không nổ mới chết chứ. Bốn người bèn quan xuống một bịch trứng hột vịt thối thì xe liền khởi động được, như vậy mà bốn người an toàn thoát được tên tán thi ngày hôm sau cả bốn đã đến được trạm dừng chân và thông thả ngồi ăn sáng be mới thắc mắc tại sao chiếc quan tài lại tự di chuyển được vậy đó là vì bên trong có người không được chôn cất đàng hoàng cho nên hắn ta đã tích tụ oán khí trở thành tán thi mỗi khi màn đêm buông xuống thì thứ đó sẽ xuất hiện và đi tìm thức ăn chúa ơi sao vùng này có nhiều chuyện tâm linh quá vậy Đúng lúc này có hai người đàn ông tìm đến đây đón vợ chồng anh Bemo. Anh này là Ampong thư ký của làng Murataba. Còn đây là Tengen cũng đang làm giáo viên ở đấy. Kể từ bây giờ hai vợ chồng phải đi tiếp bằng phương tiện là ghe do Ampong cầm lái. Bởi vì đây là con đường thủy độc đạo duy nhất đến được ngôi làng Murataba. Khi ghe vừa cập bến thì Ampong vội vã từ biệt hai người mà không dẫn đường tiếp. Vợ chồng anh Be mua cứ việc đi thẳng theo con đường này là sẽ đến được ngôi làng. Vô tình họ nhìn thấy khu nghĩa địa với những chiếc quan tài được mai táng rất kỳ lạ. Đi tiếp một đoạn nữa thì đến cái cổng trào của làng Muratapa đã cũ nát và hư hỏng, trông thấy có người lạ mặt. Bà thiếm thôn dân ở đây liền phun ra một bãi đờm thật bất lịch sự, kế đến là một ông lão với gương mặt nghiêm nghị. Đi cùng ông ấy là người vợ cũng rất là lớn tuổi, may sau có người đàn ông dâu ria đến chỉ dẫn cho hai vợ chồng đến gặp vị hiệu trưởng tên là Casno. Nhận ra hai vợ chồng chính là giáo viên mới nên hiệu trưởng rất vui mừng, ông liền dẫn hai vợ chồng đến một căn nhà ở gần đó. Đây sẽ là chỗ ở dành cho hai vợ chồng sinh hoạt và nghỉ ngơi, trong lúc dùng cơm tối Casino mới kể rằng nơi này đã từng xảy ra một trận lũ lụt, tiếp sau đó là đến dịch bệnh làm cho nhiều người phải mất mạng, một số cặp vợ chồng trẻ chịu không nổi nên đã rời khỏi làng đi tìm đường mưu sinh. Hiện tại thì ngôi trường tiểu học ở đây chỉ còn lại 7 học sinh thuộc hai khối, đó là lớp 3 và lớp 5. Mặc dù vậy tôi cũng phải duy trì sự hoạt động của trường học, không thể để học sinh của mình bị gián đoạn kiến thức. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của các bậc giáo viên chúng ta đúng không nào? Nói xong Casino tự dưng lại đứng lên rồi ném phần thức ăn còn lại ra bên ngoài. Vợ chồng anh Be Mo trông thấy vậy thì ngơ ngác, chẳng lẽ ông ấy đang bố thí cho các hồn ma? Ồ, đừng sợ, tôi quên nói cho hai người rằng đây là phong tục của làng này. Mỗi khi chúng ta có được miếng ăn thì phải trả lại cho thiên nhiên một ít ấy mà. Nghe thấy vậy, anh Be Mo bèn hỏi chuyện về hai vợ chồng ông lão lúc sáng. Tại sao họ lại chú tâm muốn tiếp cận chúng tôi vậy? Hiệu trưởng mới nói rằng đó là A Lăng và Tam Bi. Kể từ khi những đứa trẻ trong làng biến mất thì hai người đó bị dân làng xa lánh vì nghĩ rằng Tam Bi chính là một phù thủy hắc ám mụ ta đã sử dụng ma thuật đen tạo ra trận lũ lụt hãm hại người khác tuy nhiên đó chỉ là suy đoán không có chuyện gì đâu anh cứ nghĩ ngơi đi bỗng dưng có một trái bơ tự động lăn lại chỗ của Suyatun. khuya hôm đó đột nhiên có âm thanh lạ gì đó làm cho be mô bị thức giấc tò mò anh cầm theo ngọn đèn dầu đi tìm hiểu bất ngờ có một cái đầu lướt qua rất nhanh ở bên ngoài tiếp theo đó là tiếng gõ cửa tia má ơi giờ này mà còn thằng quái nào đến rũ mình đi nhậu vậy trời không ngờ đó chính là tam bà ta thi phép làm cho hai vợ chồng không thể kháng cự rồi áp tay lên bụng của Sriatun. Tiếp theo đó bà lẫm bẫm câu thần chú án Bani subscribe đi. Sáng hôm sau hai vợ chồng lo lắng liền kể lại cho Casno mọi chuyện. Giờ ơi không có gì phải lo lắng đâu. Trước đây bà Tambi cũng đã làm như vậy với những người mới đến. Thế nhưng họ không sao cả mà bình an rời đi. Nói xong hiệu trưởng dẫn hai vợ chồng đến trường giới thiệu cho các em học sinh gặp giáo viên mới. Còn đây là thầy giám thị Anka. Anh dâu ria mà Bemo gặp ngày hôm qua thì làm tạp vụ của trường kể từ nay Be Mo sẽ phụ trách môn sinh học sriatun thì giảng dạy môn tiếng anh bài học đầu tiên cô sẽ dạy cho ba học sinh cách giới thiệu tên của mình với người mới vừa quay lưng lại thì sriatun thấy vô cùng sửng sốt khi lớp học xuất hiện rất nhiều hồn ma bọn trẻ này chắc là những học sinh đã chết trong trận lũ và dịch bệnh trước đây đúng lúc này cậu học sinh gọi to lên cô ơi sriatun mới thức tỉnh thần trí hóa ra cậu học sinh muốn tặng cô mấy viên đá những linh hồn khác cũng đã biến mất từ lúc nào ở bên ngoài bà tam bi lại cứ dõi theo mình làm cho sriatun càng thêm lo sợ về đến nhà cô trông thấy có một cái bóng sau tấm màn rõ ràng Be Mo đã đi vắng rồi cơ mà chuyện lạ cứ xảy ra liên tiếp nên Sriatun bèn treo những viên đá lên cửa sổ cho yên tâm đến trời tối cô còn làm theo phong tục của làng là ném thức ăn ra bên ngoài cho thiên nhiên ngày hôm sau trong lúc giờ ra chơi các em học sinh lại tiếp tục tặng cho cô mấy viên đá vô tình Be Mo phát hiện trên tay mấy em có đeo một chiếc vòng đây là vật trừ tà mà thầy Tengen đã trao cho các em Đột nhiên cô bé học sinh nữ Ma Giang bị ai đó kéo lên trần nhà, nghe thấy tiếng la mọi người liền vội vã chạy vào. Nhận thấy chuyện này khó nên hiệu trưởng bèn đẩy cho bé mô xử lý. Mặc dù có hơi sợ nhưng anh cũng đành phải leo lên cứu cô bé. Chúa ơi thấy ghê quá mấy ông ơi, đúng lúc này Sriatun lại gặp phải đám linh hồn hôm qua không hiểu sao chúng lại cùng nhau chỉ tay vào bụng mình khiến cho cô rất sợ hãi. nghe thấy tiếng la ba người liền chạy qua chỗ Suyatun nhưng không thể mở được cánh cửa. bỗng dưng Suyatun và Marang ngất xỉu thì mọi người mới chạy vào. về đến nhà hai vợ chồng cảm thấy ngôi làng này thật sự có điều gì đó về tâm linh rất là đáng sợ. khuya hôm đó trong lúc đang ngủ thì Suyatun bị một tiếng động đánh thức. đột nhiên có ngọn gió mạnh thổi vào cửa sổ làm rơi cả những viên đá. Nghe thấy tiếng la của vợ Be Mô liền chạy vào phòng. Chúa ơi em vừa gặp phải một con quỷ ma Sáng hôm sau hiệu trưởng tìm đến nhà thông báo rằng trường học tạm nghỉ một ngày. Nguyên do là hôm qua đã xảy ra những sự kiện kỳ quái làm cho các em học sinh vẫn còn đang hoảng sợ. Be Mô liền nói rằng vợ mình cũng đang hoảng sợ vì đêm qua đã gặp phải quỷ ma Nghe thấy vậy Casno bèn đưa mọi người sang nhà của trưởng thôn. Ông ta có mời đến một nữ pháp sư tên là Mina Oi. Cô ấy sẽ nói cho tất cả biết chuyện gì đang diễn ra ở đây. Ngay lập tức pháp sư cầm lấy tay của Sriatun và cảm nhận nhịp đập. Mina ôi liền nhận ra cô giáo đã có thai, đây là một tin vui với hai vợ chồng nhưng sao ai ai cũng tỏ ra buồn bã và lo lắng, bởi vì ngôi làng này có một lời tiên tri nói rằng, nếu một ngày nào đó có một phụ nữ từ hòn đảo khác đến đây và mang theo đứa con trong bụng, thì chắc chắn cô ấy sẽ trở thành mối ngon cho Malai giúp nó hóa thân thành ác quỷ hoàn chỉnh và có quyền năng tối thượng, người mà nữ pháp sư ám chỉ chính là bà lão Tambi, Hèn gì mà từ lúc hai vợ chồng trên đường tìm đến làng này thì liên tục gặp phải quỷ Malai đừng lo lắng tôi sẽ cố gắng bảo vệ bình an cho mọi người đột nhiên suyatun lại gục đầu xuống sàn nhà mây đen từ đâu mà ùn ùn kéo đến hóa ra cô giáo đã bị quỷ nhập xác mina ôi liền bảo mọi người hãy mau kìm chế con quỷ lại sau đó pháp sư ấn tay lên trán cô giáo và đọc thầm câu thần chú án bani subscribe đi làn da suyatun liền từ từ trở lại bình thường cuối cùng mina ôi giao cho be mua một chén nước lá trầu đổ vào miệng suyatun Yên tâm đi giờ thì cô giáo đã không còn gì phải lo nữa, chỉ cần nghĩ một lát là được. Đột nhiên cả ngôi làng bị chìm vào bóng tối, Ampong khẳng định đây chắc chắn là hành vi của Tam bi Cho nên anh muốn thừa dịp này chúng ta hãy cùng nhau đi tiêu diệt bà lão. Thế nhưng trưởng làng không đồng ý vì vẫn chưa có bằng chứng xác thực là Tam bi đứng sau mọi chuyện. Rời ơi còn cần bằng chứng làm gì nữa? Chẳng phải lúc nãy Pháp Sư Mina Ôi đã nói bà Tam bi chính là quỷ Malai rồi hay sao? Nghe thấy vậy trưởng làng và Ampong lập tức tìm đến nhà Tam bi nhưng không thấy ai cả tình huống nguy hiểm be mô liền hỏi xin thầy Tengen một chiếc vòng trừ tà cho vợ mình thế nhưng Tengen chỉ có đúng 7 cái và đã trao cho 7 học sinh của trường vậy xin anh hãy làm thêm một cái cho vợ tôi xin lỗi tôi không phải là người làm ra chúng hơn nữa là con quỷ này có vẽ rất mạnh nên nó mới có thể chiếm hữu được ma giang đeo vòng trừ tà vào cũng không có tác dụng đâu nghe thấy vậy be mô quyết định đưa vợ mình rời khỏi đây ngay trong đêm thế nhưng chuyến ghe khởi hành sớm nhất cũng phải đến sáng mai không còn cách nào hai vợ chồng đành phải ở lại mà chờ đợi để cho an toàn thầy Tengen bèn đặt lông nhím và củ tỏi ở các gốc cột để ngăn ma quỷ xâm nhập vào nhà anh Bemo. Cứ như thế mà hai vợ chồng yên tâm ngủ một giấc. Đột nhiên có thứ gì đó gây ra tiếng động trên trần nhà rồi sau đó đập vào cửa sổ. Những vật dụng trong phòng tự dưng bị chấn động rung lắc rất dữ dội. Hoảng sợ hai vợ chồng nhanh chân chạy ra ngoài. Bất ngờ họ nhìn thấy một đóm lửa bay ngang qua cửa sổ cực nhanh. Ôi má ơi thôi quay trở về phòng an toàn hơn. Bỗng nhiên có một tiếng gầm rú hét lên đinh cả tai hai vợ chồng sáng hôm sau dân làng phát hiện chiếc ghe duy nhất rời khỏi đây đã bị thiêu rụi bỗng dưng một số người dân ngã xuống như là đang bị đau đầu trong lúc hỗn loạn sriatun nhìn thấy bà tambi đứng từ xa một giây sau be mô quay lại thì phát hiện vợ mình đã mất tích anh vội vã chạy về nhà tìm nhưng không gặp đến trường học cũng chẳng thấy cô ấy đâu ngay lúc này bạn nữ sinh ma giang chỉ tay về hướng bụi cỏ trong khi đó nữ pháp sư đã kịp thời đến cứu chữa cho những người dân bị đau đầu phía này be mô tìm thấy khăn choàng của vợ mình và một chiếc vòng đeo tay hiệu trưởng casino nhận ra vật này là của ampong cho rằng tên điều cáng đó đã bắt cóc vợ mình be mô liền tìm đến nhà ampong để tính sổ thế nhưng anh không đấu lại tên nhà quê hắn ta tức giận định giết luôn be Mo thì nữ pháp sư và hiệu trưởng kịp thời chạy đến ngăn cản trước mặt trưởng làng vợ ampong mới mang ra chiếc vòng của gia đình để giữ oan cho chồng thì ra là thầy Tengen cũng có một chiếc vòng y như vậy không ngờ hung thủ bắt cóc Suyatun là hắn ta tại sao Tengen lại làm thế nhỉ tại vì anh ta là tín đồ trung thành của tambi điều quan trọng trước mắt là phải tìm ra vợ anh bemo nếu chậm trễ cô ta sẽ bị quỷ malai hấp thụ bào thai trong bụng ngay lập tức pháp sư mina ôi niệm chú thuật vào một chiếc bát để thi triển phép định vị mọi người cứ theo làn khói này sẽ tìm thấy sriatun vừa đi được một đoạn thì trời cũng đã tối khi đến giữa rừng thì có một đóm lửa đột nhiên bay lượn trên đầu họ chính là quỷ malai chiếc bát tự dưng bị vỡ ra tất cả bè lần theo đóm lửa thì tìm thấy sriatun đang ngồi thần thờ như người mất hồn pháp sư mina bèn bảo mọi người đưa cô giáo về nhà mình để làm lễ trừ tà thế nhưng quỷ Malai Tamby vẫn chưa buông tha mà tìm đến đây. Tuy nhiên Mina đã yểm phép căn nhà nên Malai không thể vào trong được mà chỉ lượn lờ rồi bay đi. Pháp sư thấy vậy mới giao cho Be mua con dao găm của gia tộc, bảo anh hãy mau đi tiêu diệt quỷ Malai trừ hại cho vợ mình, bởi vì khi cái đầu tách ra khỏi cơ thể thì chính là lúc Malai đang yếu nhất. Ngay lập tức trưởng làng chở Casno và Be mua chạy đến nhà Tamby. Thế nhưng vừa xông vào thì ba người đã bị phép thuật của vợ chồng bi kìm chế. Tuy nhiên A-Lang không giết ba người mà bắt đầu nói ra một sự thật trong khi đó thầy Tengen phía này đang lén lúc đột kích nhà Mina ôi. Thế nhưng ở đây vẫn còn Ampong và anh dâu ria chấn giữ ở bên ngoài, thật ra người mà hãm hại thôn làng chúng ta chính là Mina ôi. Cô ta cũng là một con quỷ Malai rất hung ác và tàn độc, mụ ta đã tạo ra dịch bệnh giết chết các học sinh rồi đổ lỗi cho Bi. Mục đích bà hai lượn quanh nhà anh Bemo là vì muốn bảo vệ Sriatun tránh khỏi Mina Thế nhưng các người lại mù quáng tin mụ ta là thiện nhân. Chỉ có thầy Tengen là biết được sự thật vì trước đây quỷ Malai đã giết chết vợ và con anh, trong lúc chiến đấu thầy Tengen đã cắt được một nhúm tóc của quỷ ma lai lúc này mụ pháp sư cũng không giấu giếm thân phận nữa à liền vận công hấp tinh ra bùa chú mà trước đó tam bi đã ếm vào bụng sriatun để bảo vệ bào thai ampong nhìn vào nhà cũng đã thấy hết mọi chuyện bất ngờ mina ôi xuất hiện làm cho Tengen và anh dâu ria bị trúng thuật kìm chế tiếp theo đó à pháp sư đâm chết ampong rồi chém vào bụng hai người còn lại phía này tam bi chuẩn bị tách đầu ra khỏi cơ thể Bà ta cho Be Mo nhìn thấy cảnh Mina ôi đang chuẩn bị moi bào thai trong bụng Sriya ra. Nếu như ả ăn thịt được đứa bé thì sẽ trở thành ác quỷ hoàn chỉnh có quyền năng tối thượng. Không chậm trễ Tam Bi liền bay đến ngăn cản mụ pháp sư, Be Mo cũng tức tốc chạy theo, trông thấy đầu Malai Mina Oi liền bỏ chạy, sau đó ả tách đầu ra khỏi cơ thể để chiến đấu với Tam Bi. Trong khi đó thầy Tengen vẫn còn sống và cứu được Sriya ra khỏi căn nhà, nhân lúc ả pháp sư bay đi, Tengen liền bảo Be Mo hãy mau đi tiêu diệt thân xác của ả Mina ôi túm tóc này sẽ giúp anh tìm thấy phần thân nó không chậm trễ be mô lập tức chạy đến một khu nghĩa địa có mấy chiếc quan tài đang dựng đứng dựa theo túm tóc chỉ hướng anh hối hả nhìn xung quanh phần thân mụ pháp sư quả nhiên đang ở đây đột nhiên bọn tán thi từ trong quan tài thức tỉnh đi ra ngoài ngăn cản be Mo lấy cái xác sau một hồi rằng co anh cũng may mắn thoát ra được vòng vây không chần chừ be mô liền ném cái xác vào ngọn lửa phần thân dưới bị thiêu hủy nên mina ôi cũng mất hết quyền năng mà rơi xuống be Mo chóp cơ hội lấy cục đá đập nát trái tim quỷ malai Bọn tán thi cũng không còn sức sống mà ngã xuống. Sau tất cả mọi chuyện hai vợ chồng vẫn quyết định ở lại đây tiếp tục công tác dạy học, họ không biết rằng mụ pháp sư đã được một người bí ẩn mang về nhà. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và một đăng ký kênh. Ủng hộ mình nhé các bạn. Tạm biệt.